phạm tội chống người thi hành công vụ. Tòa án thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bông 56 tuổi và Thái Kim Yến 28 tuổi là con ruột của bị can Bông, ngụ phường 6 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cùng mức án 9 tháng tù. Theo cáo trạng, Ủy ban Nhân dân phường 6, quận 8 tổ chức chi gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch COVID-19 có mặt trên địa bàn phường. Anh Nguyễn Thanh Bình và Trần Thanh Mộng, công an phường 6, quận 8 được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực. Tuy nhiên, Bông và Yến đến khu vực này la hét, lấy điện thoại ra quay phim và đòi chi tiền hỗ trợ. Tại trụ sở, cả hai tiếp tục la hét chống đối. Tại tòa, bị cáo Bông và Yến đều thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Lê Thị Thảo Nguyên, 28 tuổi, quê Quảng Ngãi, nguyên giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung chi nhánh Quảng Ngãi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian giữ chức vụ giám đốc, Nguyên có quen biết và từng ký hợp đồng với một nam bị hại về một dự án bất động sản ở Quảng Bình. Sau đó công ty ngừng hoạt động và Nguyên không còn giữ chức vụ giám đốc. Nhưng cô gái này vẫn gọi cho bị hại yêu cầu đóng tiền theo tiến độ của dự án để được hưởng chiết khấu cao. Với tổng số tiền gần 3 tỷ 200 triệu đồng, Nguyên rút hết số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự Lê Tuấn Sĩ, sinh năm 1989, trú tại thôn Tràng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Sĩ khai nhận do cần tiền tiêu xài nên làm giả các hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và người vay, rồi gửi cho những người có nhu cầu vay tiền. Khi các con mồi tin tưởng chuyển tiền đóng các loại chi phí, thì Sĩ chặn toàn bộ liên lạc với người vay nhằm chiếm đoạt tài sản. Với các thủ đoạn, từ đầu năm đến nay, Sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm triệu đồng. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.